Trong hải trình thăm chúc Tết bộ đội nhà giàn JK1 tại cụm Phúc Nguyên, đoàn công tác của vùng 2 Hải quân đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Hơn 32 năm qua, nhà giàn JK1 vẫn hiên ngang giữa sóng gió trùng khơi cùng những người lính kiên cường để khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Không khí trang nghiêm, thành kính, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm thấy rất là xúc động và đầy ý nghĩa khi được tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Bởi những sự hy sinh lớn lao của các anh, chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với các đơn vị phối hợp hiệp đồng trực chủ quyền, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió vào các năm 1990, 1996, 1998 và 2000, trước sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương và những trận cuồng phong đã làm 9 cán bộ chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển sâu. Các anh là những bông hoa bất tử ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tham gia lễ tưởng niệm nhưng mà trong lòng tôi rất là lắng đọng, rất là cảm động và tri ân và biết ơn các anh hùng liệt sĩ rất là nhiều và rất là xúc động. Đây là lần đầu tiên mà mình tham gia đứng giữa biển của Tổ quốc và nghe những cái lời, những cái về cái công lao của các anh đó, thì rất là cảm động, rất là xúc động, và nó hun đúc cho mình một cái tinh thần phấn đấu và sẽ cố gắng trong cái công việc cũng như cuộc sống để xứng đáng với những gì mà các anh đã hy sinh. Tên tuổi của các anh, những người bình dị, kiên trung, gắn liền với nhà giàn, với biển cả bao la, đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của những người chiến sĩ hải quân, thắp sáng quyết tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho các thế hệ mai sau.